bạn có thể sở hữu nón full face ngay cả khi bạn chỉ sở hữu nón 3/4 ZS613 B-Ronin 9-1. Các bạn đã quen việc sử dụng nón nửa đầu, cảm giác quen thuộc bao nhiêu năm nay đã làm chúng ta dần bị bó buộc trong một chiếc nón 1/2. Khi các bạn lần đầu tiên đội nón 3/4 thì cũng như cảm giác chúng ta mang dép thấp bao nhiêu lâu năm, bỗng dưng một ngày bước lên đôi giày cao gót vậy đó. Các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu, không thể nào vững vàng khi đi trên đôi giày cao gót đó. Và nón 3/4 cũng vậy, lần đầu tiên đội nón bằng 3/4, các bạn ngay lập tức sẽ cảm thấy lạ và có phần hơi khó chịu và ôm hai phần má. Nhưng các bạn yên tâm, đó là cảm giác chắc chắn phải có khi lần đầu tiên đội. Nhưng khi đã quen rồi thì sẽ không bao giờ đội nón 1/2 lần nào nữa đâu nha. Và chào mừng các bạn đã đến với bảo hộ xe máy Tài Đạt. Hôm nay Tài Đạt lại trở lại và giới thiệu một sản phẩm mới cực đa năng và tiện dụng, giúp người dùng có thể biến đổi tận 9 kiểu công năng dễ dàng như gãy một phím đàn mà không cần đến một dụng cụ chuyên dụng nào. Đố các bạn biết sản phẩm đó là gì? Sản phẩm mà Tài Đạt sắp giới thiệu được nghiên cứu và phát triển tại Đài Loan, nhưng có nhà máy tại Việt Nam nên giá cực Việt Nam nha. Các bạn đừng nhầm tưởng Đài Loan là Trung Quốc nha. Hàng Đài Loan đã từng sử dụng thì biết chất đến cỡ nào. Thôi không giấu giếm các bạn nhiều, Tài Đạt xin giới thiệu sản phẩm mới, đó chính là ZX613 B-Ronin 9-1. Nón 3/4 ZX613 B-Ronin 9-1 mới ra mắt là dòng mũ 3/4 đa năng hiện đại, được hãng Đài Loan ra mắt vào năm 2018. Hội thụ đầy đủ các tính năng chất lượng tuyệt vời cùng với mức giá vô cùng hợp lý. Đây là một mẫu nón 3/4 lý tưởng, khó có thể nào chối từ cho anh em yêu thích đi touring, đi phượt bằng xe máy nha. Nón 3/4 ZS613 B-Ronin 2 kính có kiểu dáng hiện đại và đậm chất tương lai. Form nón hình oval mở rộng, phù hợp với hầu hết vòng đầu lớn người châu Á. Kèm theo dãy mút fit size hỗ trợ một số vòng đầu đặc biệt. Bên cạnh là các đường gân xẻ dọc mang đến hiệu suất khí động lực học cao, kết hợp với tem samurai cực chất phong cách Nhật Bản cùng với biểu tượng chiến binh hết mình về chủ nhân, tay cầm kiếm luôn sẵn sàng bảo vệ bạn. Bên cạnh đó là sự dũng mãnh được mô tả ở phía sau, mang đến sự cứng cáp hoàn thiện hơn cho nón. Các bạn đừng đi đâu hết nha, vì còn vô số thông tin nói về chiếc nón ZX613 B-Ronin đa năng 9-1 ở gần cuối video. Và đừng quên đăng ký cho Tài Đạt ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video hay ho nhé. Tài Đạt rất vui và cảm kích nếu các bạn comment, góp ý cũng như đưa ra câu hỏi để Tài Đạt có thể giải đáp qua các video tiếp theo và ngày càng hoàn thiện hơn. Một số nỗi lo lắng mà các bạn thường gặp là mẫu nón 3/4 ZX613 B-Ronin này có siêu to khổng lồ không? Tài Đạt xin giải đáp luôn, thì một chiếc nón đạt chuẩn chất lượng châu Âu ECE hoặc DOT của Mỹ khó có thể nào mà gọn được nha. Vì sao các bạn biết không? Vì để đạt chuẩn, các mút hấp thụ xung động này phải dày để còn hấp thụ được xung động, đúng không nào? Khi muốn chiếc nón này nhỏ đi thì có phải miếng hấp thụ xung động này dần nhỏ đi và các hãng nón đề cao chất lượng như ZS sẽ không làm được điều đó nha. Quay qua việc nón 3/4 ZX613 B-Ronin có siêu to khổng lồ không? Thì tất nhiên là bự rồi, vì để tạo ra một chiếc nón hai kính mà vẫn đảm bảo an toàn chất lượng thì tất nhiên hãng không thể nào bóp nghẹt chất lượng mà làm nhỏ đi phần mút hấp thụ. Thay vào đó sẽ làm cho nó to hơn ra một chút xíu để kính chống nắng có một khoảng không bật lên bật xuống. Một cách mượt mà, vậy chiếc nón 3/4 ZX613 B-Ronin to vậy thì có nặng không? Thường câu trả lời là nặng, nhưng ở đây sản phẩm được làm từ ABS nguyên sinh, không pha tạp, mà nên chiếc nón này đạt khối lượng 950g khi chưa gắn đầy đủ các phụ kiện. Tương đối là nhẹ so với nhiều dòng nón đạt chuẩn DOT khác, nhưng không phải nhẹ là mong manh dễ vỡ nha. ZX613 B-Ronin 9-1 được làm từ chất liệu ABS nguyên sinh cao cấp, đồng nhất, mang khả năng chịu lực cao và đặc biệt là phân tán lực tác động, đảm bảo bảo vệ tối đa cho vùng đầu và còn mang lại một nét đẹp không thể nào chối từ. Với vật liệu ABS nguyên sinh tiên tiến thì ZX613 B-Ronin 9-1 còn xuất sắc vượt qua hai tiêu chuẩn DOT và ECE để gia nhập thị trường với trọng lượng 950g cộng trừ 50 cho một chiếc mũ bảo hiểm 3/4 hai kính. Thì
có thể nói đây là một chiếc nhẫn bảo hiểm đầy đủ, tiện nghi và hiếm có sản phẩm nào vượt qua được. Như các bạn đã biết thì thời tiết nước ta cực kỳ khắc nghiệt, nắng thì cháy da em đen xì lì, chỉ số tia UV thì cực cao gây hại da, tình hình giao thông thì cực kỳ phức tạp. Ngay cả khi bạn chạy thật là cẩn trọng đúng tốc độ cho phép thì đâu đó vẫn tồn tại một lý do gây hại lên đôi mắt, là cửa sổ tâm hồn của chúng ta và làn da, tác lên vẻ đẹp trai và thanh lịch của các bạn. Thì kính trắng nón 3/4 GS613 Birunin chắc chắn là người bạn đáng tin tưởng, giúp chống lại những tác động từ môi trường bên ngoài. Kính GS613 được cấu tạo từ chất liệu polycarbonate cường lực, bền chắc với khả năng quang học với độ bền cao, không làm biến dạng hình ảnh, mang lại độ rõ nét cao nhất. Kính râm bên trong bảo vệ mắt khỏi ánh sáng mặt trời chói lọi. Cả hai kính đều có thể bật lên bật xuống dễ dàng bằng hệ thống đóng mở kính nhẹ nhàng. Điều mà Tài Đạt rất thích ở dòng nón này là ở sự đa năng. Khi mua nón, các bạn sẽ được tặng kèm một cái lưỡi chai off-road souvenir có thể gắn cùng kính ngoài bằng cách tháo nhẹ miếng nhựa dọc kính nón và gài một nút ở đỉnh đầu. Hoặc táo bạo hơn, các bạn có thể gắn lưỡi chai và tháo rời kính ngoài khi đi trong nội thành. Khi đó bạn dùng một kính mát giấu bên trong, được đóng mở lên xuống bằng một thanh gạt bên ốp tay trái. Thấy vậy mà tiện lợi và ngầu với bạn gái lắm nha. Hệ thống đóng mở kính mát này được thiết kế hai nứt rõ ràng. Nứt này có tác dụng cố định kính không tự động rơi xuống, làm mất an toàn khi chạy xe. Chưa hết đâu nha, dòm nón này có thể nâng cấp thành full face với phần cầm tùy biến, được bán rời với giá 350.000 và tháo lắp dễ dàng, mang đến độ tiện lợi cho dòng nón GS Birunin 613 với 9 cách thay đổi khác nhau. Tài Đạt thường hay nói vui với khách, đây là dòng nón có thể chơi 69 kiểu, 6 kiểu 1.5 triệu, 9 kiểu 1.850.000. Các bạn thấy GS Birunin 69 style có phê không nào? Phê phải không nào? Hãy comment từ phê để được đặt báo giá và gửi link mua hàng nhé. Quay lại với chiếc mũ GS Birunin 9-1 của chúng ta nhé. Việc vệ sinh mũ dòng nón GS Birunin 9-1 này rất dễ dàng. Với vài thao tác, chúng ta có thể tháo rời lớp mút hai bên má, đỉnh đầu. Nón GS Birunin 9-1 sử dụng chất liệu vải thoáng khí, thấm hút tốt, đem lại cảm giác thoáng mát, dễ chịu khi sử dụng. Chưa dừng ở đó, GS Birunin có thiết kế thoáng khí thông minh, bởi mút hấp thụ xung động được tạo rãnh thoáng khí, kết hợp với 3 lỗ đưa gió lớn từ bên ngoài, tạo luồng khí từ đỉnh đầu ra 2 lỗ thoát khí ở phía sau mũ, giúp giải nhiệt cực kỳ hiệu quả. GS Birunin 9-1 được hãng sản xuất khóa lẫy chắc chắn, dễ dàng điều chỉnh độ rộng của dây đeo. Để mở khóa, bạn chỉ cần sử dụng ngón tay nâng lẫy màu đỏ là có thể dễ dàng kéo dây đeo ra. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ chọn mũ bảo hiểm đúng size và cài chặt quai nhé. Nón GS Birunin 9-1 hai kính được sản xuất tại 9 nhà máy của hãng tại Việt Nam theo đơn đặt hàng riêng, được tung ra với giá cạnh tranh, đảm bảo mang đến một chiếc nón có độ tiện lợi cực cao. Còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng nào? Hãy comment từ đặt hàng để Tài Đạt tư vấn và gửi lên mua hàng nhé. Nhìn chung, GS Birunin 9-1 hai kính có kiểu dáng và tính năng ngang tầm với những dòng mũ tương tự mà có giá đắt gấp 2 đến gấp 3 lần. Vỏ mũ được làm chất liệu ABS nguyên sinh cao cấp, khối lượng vừa phải nhưng bền chắc. Lưu ý, phụ kiện được tặng kèm chỉ có lưỡi chai. Phần hàm nâng cấp full face quý khách có thể nâng cấp rời với giá 350.000. Nước có thể lọt vào trong khe của nón tùy theo độ lớn của mưa và tốc độ di chuyển. Không sử dụng lại mũ đã qua đập, rơi rớt dù không có biểu hiện hư hỏng ngoại quan. Không dùng hóa chất có tính tẩy rửa tiếp xúc lên bề mặt của mũ và kính. Nên thay mũ sau 3 năm sử dụng để đảm bảo sự oxy hóa tự nhiên của vật liệu, không ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của xung động. Cài dây quai chắc chắn trong suốt quá trình sử dụng. Loại mũ có kích cỡ không phù hợp sẽ làm giảm khả năng hấp thụ xung động tiêu chuẩn cho đầu người đội. Lựa chọn kiểu mũ phù hợp với địa hình di chuyển, tốc độ khuyến nghị để đảm bảo khả năng bảo vệ của mũ là cao nhất. Các bạn thấy video Tài Đạt làm có hay không nào? Hay phải không nào? Tài Đạt rất vui và cảm kích nếu các bạn nhấn nút đăng ký và thích cho Tài Đạt ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye các bạn.